phá hoại tuổi thơ phần 7. Con không lên lầu thử tìm xem. Ủa? Gì vậy? Cái rổ kiểu tao tàng hình rồi à? Mình đâu có để nhau, để làm nhau đâu. Bé Ba không có trốn. Hello bạn nhỏ, lâu rồi mình không gặp nhau. Đâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Đu tim lỏng dán băng keo cá nhân.